Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho cái dòng ADN này nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nhé. Alexino. Ai 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 ai. Yo. Ok, và mình sẽ tô vào đây trước nha. Mình nên echo một tiếng không? Đó, mình vừa tô được cái màu xanh vào đây xong. No, no, no. Hết rồi, 5 giây nữa. Đó, tô vào như thế này thôi là được nha mọi người. Đợi tí để qua. Đéo hiểu. Chịu thôi, nhiều máu rồi.
cái bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong một nửa nha. Thì sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả vào cuối video nhé. Ok mọi người. Và B. Chịu rồi. Một 40 close 30 set. Đổi súng được. Tự mua súng đi đây nè.
ghê quá, ghê quá, ghê quá. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha, mọi người có thể tham khảo qua nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video lần sau. Bye bye nha.